Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường với đới gió đông bắc khô nên các tỉnh thành Bắc Bộ trời không mưa. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại đây sẽ giảm khoảng 2 đến 4 độ so với đêm qua và chỉ phổ biến trong khoảng từ 12 đến 15 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Sang đến ngày mai, khối không khí lạnh suy yếu dần nhưng do trời nhiều mây hơn nên nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ sẽ giảm nhẹ xuống ngưỡng là từ 20 đến 23 độ. Không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên khu vực từ Thừa Thiên Huế cho tới Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Quảng Ngãi cho tới Khánh Hòa thì có mưa vừa. Nhiệt độ ngày mai tại Trung Trung Bộ dao động từ 21 đến 24 độ. Trong khi đó, thời tiết tại khu vực Nam Bộ trong 24 giờ tới lại có xu hướng tốt dần lên, mưa chỉ còn xảy ra rải rác, ban ngày có lúc trời còn hứng nắng nhẹ. Cùng với đó là nhiệt độ cao nhất tại đây có xu hướng tăng nhẹ, lên ngưỡng là từ 27 đến 29 độ, còn khu vực Tây Nguyên là từ 21 đến 23 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, quần đảo Hoàng Sa có mưa dông, gió đông bắc giảm dần xuống mức cấp 6, gây biển động nhẹ. Còn quần đảo Trường Sa cũng có mưa dông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía Tây gió vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.